Bây giờ mẹ phải đi có việc, đi sang bà xin rau. Jun đặt cho mẹ nồi cơm, còn đâu đồ ăn thì mẹ về mẹ mua thêm, nhặt rau cho mẹ. Xem mẹ vắng nhà, không có mẹ thì các bạn ấy phải làm như thế nào, anh phải chăm em như thế nào, và các em phải làm gì khi không có mẹ. Thế đồ Su biết dầu mỡ khác gì giống ngon không? Anh không biết nốt, anh nói thế rất là mỏng. Anh ơi, bác về chùa. Đợi chút, bác Phương sắp về rồi. Nhưng em đói lắm. Thế đợi tí để anh nấu cơm. Mấy đứa mang rau ra rửa đi. Đây. Ra đúng con đổ. Chị chưa tí. Thế cái thử làm đi. Lẹ nói lên trên. Đây, con biết làm à. Con chơi cả làm rau của ta kìa. Thôi anh đang giả trưng trước vậy. Đây, lấy bao nhiêu quả trứng? Tầm 5 quả. Em sẽ ăn 3 quả trứng đi. 5 quả. Ơi, đừng để vào, đưa em đập cho. Biết đâu không? Đập cơ mà. Ôi, rồi phun chưa? Cậu không biết là nấu nào cho vừa nên con cứ nấu theo cảm tính của mình đó. Cái bát nhỏ để anh. Tuân ơi, anh không nấu canh à? Đây này, anh nấu canh đó. Chị anh không biết nấu canh. Rửa rau nhá. Em biết đấy. Mấy đứa nhặt rau ở gì mà bây giờ anh lại phải nhặt lại thế này. Tại chị Su làm dây rau. Canh như này nhưng mà cần thêm muối không? Anh nghĩ à, mình có vẻ không ổn lắm. Thế mình cho thêm một ít muối đi vậy. Nhưng mà anh không biết cho là bao nhiêu. Cái này được chưa? Cho một thôi đúng không? Vừa nhá. Vẫn nhạt á? Rau chưa chín con không nuốt được ạ. Kiểu thế anh làm đồ ăn ngon không? Không. Đúng rồi. Anh ngon là sao anh làm chứ nhá. Ngon lắm.